Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Hoàn Tích. Trong video buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là một chiếc đồng hồ Seiko 5 nhé. Và đây là một trong những phiên bản Seiko 5 Sport với kiểu dáng thiết kế năm 2020. Về cái phiên bản này chúng ta sẽ thấy được rằng là sẽ có hai phiên bản nhé. Năm 2019 thì sẽ có một cái viền benzen có thể xoay được ở bên ngoài. Và với thiết kế đấy thì nó sẽ trông rất là hầm hố, trông rất thể thao đúng không ạ? Nhưng mà năm 2020 thì nó cho ra mắt một cái mẫu thiết kế Seiko 5 với thiết kế viền benzen chỉ được phay bóng như này thôi và tạo nên một cái độ thẩm mỹ cao hơn cho chiếc đồng hồ. Với cái chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là một phiên bản SRPE 51K1 nhé. Đó, và mọi đầu máy cái bơ là 4R36. Với phiên bản này thì sẽ có là ba kim cọc của phiên bản này: kim giờ, kim phút, kim giây này, là ba kim chính. Đây sẽ có là một cái ô lịch kép được đặt đường 3 giờ. Tất cả các phần kim cọc của dòng này thì nó sẽ là kim cọc chấm điểm hình tròn, và các múi giờ chính thì nó sẽ có những cái kim cọc nó có ký tự khá đặc biệt ha. Nhưng mà đặc biệt hơn thì toàn bộ phần kim cọc đều có dạ quang, cho nên là đây là một trong những điểm mà em đánh giá rất cao. Em có thể thấy này, tiêu UV soi vào này, sau một chút rồi nó đã sáng như thế này rồi. Thì em nghĩ rằng là những anh em nào mà theo cái xu hướng mà thích dạo quang thì anh em có thể lựa chọn phiên bản này, vô cùng sáng đúng không ạ? Đó, rồi chúng ta sẽ có một cái mặt đeo màu xám anh em nhé. Màu xám này là màu xám khói đó, người ta gọi là xám khói hoặc là xám lông chuột đấy. Và với cái màu này thì anh em có thể thấy là cái hiệu ứng chạy tia rất đẹp trên cái phần mặt đeo. Rồi chúng ta sẽ có là dòng chữ Seiko 5 Automatic này. Rồi ở phần phía dưới ở phiên bản này sẽ có đầu máy Garever 4R36 nhá. Một phiên bản có cỗ máy rất bền bỉ, một cái cỗ máy phải gọi là ở trong cái phân khúc giá thì nó được trang bị rất nhiều những chiếc đồng hồ, tại vì nó có độ bền bỉ cao này, nó độ ổn định tốt, và đặc biệt hơn thì nó sẽ có chống từ chống xước đầy đủ, cho nên là được trang bị rất nhiều trên những chiếc đồng hồ đó gửi đến cho anh em. Chúng ta sẽ đi đến cái phần thân vỏ bên ngoài nhá. Trước tiên thì trên mặt đeo nó sẽ có một cái mặt kính, kính của phiên bản này chính là kính Hanlex, cái mặt kính độc quyền đến từ thương hiệu Seiko. Và với cái mặt kính Hanlex này thì chúng ta sẽ có ở cái độ va đập này, đó, độ chống chịu lực nó tốt hơn là kính thông thường rất là nhiều, tại vì đây gần như được cho là kính cường lực đấy anh em nhé. Đó, và với phiên bản này thì cũng sẽ có chống xước, nhưng mà gần như là nó chỉ ở cái mức ví dụ như Sapphire được 10 đi thì kính Hanlex nó chỉ được đâu đấy tầm 4 đến 5 điểm thôi. Nó cũng có chống xước nhưng mà chống xước vừa phải anh em nhé. Rồi chúng ta có thể thấy ở đây phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này có những chi tiết phay bóng này và phay xước rất đẹp đúng không ạ? Riêng cái viền benzen bên ngoài như này thì nó cũng đã có hai chi tiết phay bóng và phay xước rồi. Ở bên trên thì phay bóng này, đó, ngang hông thì sẽ là phay xước như thế này, và bên cạnh dưới nó lại phay bóng nha anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ có là với phiên bản này thì bộ dây này, bộ dây thép đúc đặc này, đó, được phay xước toàn bộ rất chi là đẹp nha anh em nhé. Rồi đây chúng ta sẽ có một khóa kép đến từ thương hiệu Seiko, một cái thẻ tác, và khóa kép này thì anh em sử dụng thoải mái không lo bị rơi rớt nha anh em nhé. Đó, phần đáy của chiếc đồng hồ này, đấy, phiên bản này thì cũng có đầy đủ những thông tin như Waterstone là 13 này, Stainless Steel này, 14R36 nhá. Đó, cái chi tiết lộ cơ rất chi đẹp. Kích thước xe mặt để anh em tham khảo về phiên bản này, đó chính là 40 phù hợp với cổ tay của anh em, trên dưới 16 anh em đây, những phiên bản này rất chi là hợp lý nhá. Ở đây anh em có thể thấy đối với cổ tay của em Trương này, cổ tay 16 này, đây cho mình phiên bản màu xám này rất đẹp. Đó, và đặc biệt hơn là anh em có thể thấy rất là sáng bóng trong một chiếc đồng hồ Seiko 5 Sport, một phiên bản mà gần như là ở trên thị trường hiện nay thì màu xám là một trong những màu được rất nhiều anh em săn đón với cái phiên bản năm 2020 này. Đó, rồi thiết kế ở bên hông còn có một cái núm chỉnh này được đặt ở 4 giờ nhá, là giống như những dòng cổ của máy S7, của những dòng máy 7S đó, nhưng mà đây là đầu máy 4R đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm như lên gót tay, dừng kim dây này đó. Và nó đặc biệt hơn là cái núm chỉnh là to và có hai cái tai, vẫn tạo cho chúng ta một cái kiểu dáng nó thể thao và khỏe khoắn nhé. Rồi mức giá để anh em tiếp cận đó chính là 5 triệu 300 nghìn đồng phiên bản hàng mới 100%.
và đầy đủ hộp số cho anh em là 5.300.000 đồng nhá anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 77 282, em sẵn người tư vấn trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.